Hi everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ vựng về luật biển tập 1. Những từ vựng này mình lấy ở trong cuốn sách đó là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Mình sẽ lấy những từ vựng chính mình hướng dẫn cho các bạn để các bạn khi các bạn là học tập hoặc là các bạn làm về trong lĩnh vực hàng hải cần phải nghiên cứu về luật biển cũng như những từ tiếng Anh liên quan đến nó thì nó sẽ có ích cho các bạn. Từ đầu tiên ngày hôm nay, trọng âm của từ này rơi vào âm thứ hai, âm ven, ven. Từ ven, từ này nó giống như là từ ven biển ở trong tiếng Việt, chúng ta lấy từ ven nó ra, ven, không khác gì luôn, ven. Cái âm đầu tiên các bạn đọc là khờn, khờn, xuống giọng khờn. Và âm cuối cùng đọc là sần, sần. Chữ sần này nó giống như là chữ sần sùi ở trong tiếng Việt, sần. Các bạn đọc là convention, convention. Từ này là danh từ, nó có nghĩa là hiệp định, quy ước hoặc là hội nghị. Convention, convention. Cái âm thứ ba này các bạn nhớ là âm sờ các bạn nhé, âm sần. Nó không phải là sần. Các bạn đừng đọc như vậy. Nó không sờ như vậy mà nó là sờ. Convention. Convention. Từ thứ hai. Trọng âm của từ này rơi vào hai chỗ, đó là cái âm đầu tiên, âm im. Âm im này nó giống như là từ im lặng ở trong tiếng Việt. Và trọng âm chính của nó thì lại rơi vào âm thứ tư, đó là âm thay. Âm thay. Âm thay trong chữ thay ma, các bạn lấy chữ thay đó và các bạn đẩy hơi thêm một chút nữa, thay thay. Các bạn đọc là implementation, implementation, implementation. Từ này là danh từ, nó có nghĩa là sự thi hành hoặc là sự bổ sung. Implementation, implementation. Từ vựng thứ ba, trọng âm của từ này rơi vào âm thứ ba, đó là âm nay, nay. Ở đây chúng ta các bạn thấy ghi chữ A đúng không, và chúng ta đọc là âm A, nay, nay. Cái âm đầu tiên các bạn đọc là kao, nhưng mà khi đọc nhanh thì nó nghe hơi giống chữ khao một chút. Các bạn đọc là kao, kao. Tiếp theo âm thứ hai là âm mì. Âm mì này nó giống như là chữ mì tôm ở trong tiếng Việt, mì. Nay và âm thứ tư giống như trên kia, đó là âm sần, sần. Các bạn đọc là culmination, culmination, culmination. Từ này là danh từ, nó có nghĩa là điểm cao nhất, cực điểm. Culmination, culmination. Từ vựng thứ tư, từ này trọng âm của nó rơi vào âm thứ hai, âm vowel, vowel. Ở đây chúng ta đọc là âm o các bạn nhé, ghi là o với âm l và chúng ta đọc là âm o, vowel, và kết thúc bằng âm v. Ở đây các bạn hãy xem như âm e nó không tồn tại, hãy chú ý âm v thôi. Âm đầu tiên các bạn đọc là in, là các bạn lấy chữ máy in ở trong tiếng Việt, lấy chữ in đó và các bạn thêm dấu huyền cho nó để cho nó xuống giọng, in. Involve, involve, involve. Đây là động từ, nó có nghĩa là gồm, bao hàm, kéo theo hoặc là làm dính líu. Involve, involve. Từ vựng thứ năm, trọng âm của từ này rơi vào âm thứ ba, đó là âm G. Âm G, âm G nó giống như chữ di chuyển ở trong tiếng Việt. G. Mặc dù nó ghi là âm S nhưng các bạn nhớ là phát âm của nó là âm G nhé, G. Âm đầu tiên, một phần trọng âm rơi vào âm đầu tiên, các bạn đọc là this, this. Nó giống như chữ đi bộ ở trong tiếng Việt. Các bạn lấy chữ đi và thêm âm S, this, this. Âm thứ hai, per xuống giọng nhé, per. This, per, this, per. Âm thứ ba lên giọng, G. Và âm thứ tư, shen. Disposition, disposition, disposition. Âm sần nhé.
Đây là danh từ, nó có nghĩa là sự sắp xếp, khuynh hướng hoặc là tính khí. Cái nghĩa mà thường dùng nhất đó là sự sắp xếp. Disposition. Các bạn đọc nhanh hơn. Disposition. 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 Từ vựng thứ sáu. Trọng âm của từ này rơi vào âm thứ hai, âm gạt. Gạt. Ở đây âm thứ hai này nó giống như là từ ga ở trong tiếng Việt, xe ga đấy, xe tay ga. Các bạn lấy chữ ga đó và các bạn thêm âm d của ấy, gạt. Gạt. Âm a ở đây các bạn hơi kéo dài nó ra một chút, gạt. Âm đầu tiên các bạn đọc là rì trong chữ rì rào, rì gạt, rì gạt, rì gạt. Từ này nó là danh từ và cũng là động từ, rì gạt. Khi nó là danh từ thì nó có nghĩa là sự tôn kính, sự quan tâm. Còn khi nó là động từ, nó có nghĩa là coi như, để ý hoặc là có liên quan tới. Regard. Regard. Từ vựng thứ bảy. Từ này có nhiều cách đọc. Thứ nhất là các bạn đọc có trọng âm, thứ hai là các bạn đọc không cần trọng âm. Nếu như các bạn đọc có trọng âm thì các bạn chọn trọng âm đầu tiên, đó là âm C. Ở đây các bạn hãy kéo dài nó ra, C. Chúng ta đọc ở đây là âm Y dài các bạn nhé, C. Và nhớ là âm S, C. Âm thứ hai các bạn đọc, cách đọc như cách viết. Các bạn xuống giọng, bad, bad. Và các bạn đọc là C bad, C bad, C bad. Cách đọc thứ hai của từ này chúng ta không cần trọng âm nữa, chúng ta đọc ngang luôn, sea bed, sea bed. Từ này là danh từ, nó có nghĩa là đáy biển. Nhưng mà mình khuyên các bạn đọc có trọng âm, tại vì khi có trọng âm thì cách đọc của nó dễ hơn, sea bed, sea bed. Từ vựng thứ 8. Từ này trọng âm của nó rơi vào âm đầu tiên, âm close. Close. Ở đây chúng ta ghi có âm O và âm A, nhưng mà cách đọc của chúng ta là âm O thôi các bạn nhé. Các bạn hãy đọc giống như chữ khâu ở trong tiếng Việt, và các bạn thêm dấu cho nó, thêm dấu sắc cho nó. Khâu, khâu. Sau đó đến âm S, close, close. Và âm thứ hai các bạn đọc là tổ, tổ, tổ hoặc là thổ cũng được, tùy các bạn. Các bạn đọc cho mình là coastal, coastal, coastal. Từ này nó là tính từ, nó có nghĩa là thuộc bờ biển, miền duyên hải. Coastal, coastal. Cách thứ hai, coastal, coastal. Cảm ơn các bạn hôm nay đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like and subscribe. Thank you very much for the watching. See you tomorrow. Bye.